Và bây giờ thì chúng ta sẽ bàn sang các kỹ năng cụ thể. Nói một cách khác là chúng ta sẽ triển khai cái chiến lược này bằng mọi giá phải đủ nhân sự, không đủ là chết. Thứ hai, phải đủ cơ cấu 4 loại. Và cái thứ ba, mỗi loại chất lượng phải đúng. Và tình trạng hiện tại của chúng ta, cái nhóm 2 khó kiếm lắm. Thế là cứ phải thuê ở bên ngoài vào, cả chuyên gia nước ngoài. Và thế là chi phí rất cao. Cái nhóm mà lấy chúng ta về lao động nhóm 4 để khuân vác thuê ở các vùng ở nông thôn khó kiếm lắm. Thậm chí lao động nhóm 3 là rất tài nhưng mà không hiếm, thì ở Việt Nam nó lại thành hiếm, vì nó tập trung hết ở các thành phố lớn. Cho nên các doanh nghiệp ở tỉnh xa chọn cái người có năng lực, mất dạy cũng được mà không có. Cho nên là làm sao mà tuyển được, rũ được mà cơ cấu không đủ thì thua. Cơ cấu đủ mà thiếu quân thua. Mà ở từng cơ cấu mà chất lượng không phù hợp, quy lượng toàn đoàn thế này mà hiệu suất của toàn công ty không cao. Thế thì kỹ năng thế nào? Thì cái phần quan trọng nhất tôi truyền tải cho các bạn rồi. Cộng hai cái phần này là tôi ưng ý với tôi rồi. Phần kỹ năng không khó, nhưng kỹ năng để giải quyết được cái chiến lược này, để chiến lược giải quyết xong rồi, thì phần kỹ năng nó gồm có những hoạt động sau đây để triển khai cái chiến lược này. Bước 1, chúng ta là kỹ năng, cho nên chúng ta triển khai từng bước một. Bước đầu tiên đó là lên dự báo nguồn nhân lực. Đó, như vậy để bắt đầu vào tuyển thì anh phải dự báo được đã. Và cái dự báo này đúng không? Là nó dựa trên cái chiến lược công ty, tức là dựa vào mục tiêu công ty. Còn nó dựa vào cái quy mô của công ty trong tương lai. Đấy, trong tương lai. Và dự báo này nó gồm có dự báo tổng số và dự báo cơ cấu 4 loại. Tôi nghĩ rằng dự báo sai còn hơn là không dự báo. Như vậy mình lên được cái dự báo đã, rất là không khó. Nhưng mà ý niệm đừng bỏ bước này. Như vậy công ty chúng ta chia theo từng năm, xu hướng đến 2020 là phải có 1.000 quân với cơ cấu như sau. Chia khúc ra, ở năm nay phải đạt được 30% trong số 1.000 đấy, 300. Cái chỗ 300 ấy là nó có giải quyết cái mục tiêu này, nó giải quyết được tiến độ để đạt quy mô 1.000. Và trong 300 này, ưu tiên cho đợt này là cơ cấu loại 3 là nhiều nhất, và loại 2 thì cơ cấu tương đối đủ rồi. Ví dụ thế, thì đấy là cái bước số 1. Bước số 2 là phân tích thực trạng nguồn nhân lực và phân tích thực trạng. Rất là không khó, nhưng mình phải ý thức thành nghề thế mới được. 1, tổng số. 2, cơ cấu. Và 3, năng lực. Và 4, độ hiếm. Tôi nghĩ rằng những cái này nó không hề lý thuyết, buộc các anh chị có sơ đồ thực hiện. Và phần này tại sao tôi chạy nhanh hơn phần trên, là bởi vì nó là cái thao tác. Mà thao tác này để nó hầu hạ cái chiến lược này. Mà chiến lược này bạn nắm được rồi, cho nên tôi nghĩ là phân tích thực trạng. Sau khi phân tích xong, tôi mới khớp bước 2 với bước 1 thành khớp lệnh. Thì khớp nó vào là lấy cái thực trạng so với con số dự báo, thì nó mới lòi ra. Nó lòi ra tôi chết cha rồi, thừa. Khớp xong cái thì chết cha rồi, thiếu. Khớp lại lại thì chết cha rồi, nó có hiện tượng thừa, cứ thừa về tổng số ở nhóm 1.
và tổng số thừa mà thiếu nghiêm trọng ở nhóm 3. Như vậy nó có tình trạng thừa cứ thừa mà thiếu cứ thiếu, không chơi nói chung chung. Thì khớp hai cái này lại thì nó ra bước số 3. Bước số 3 đúng không? Đó là quyết định tăng hoặc giảm. Quyết định tăng giảm nhân sự. Cái số quyết định này nó chính là kết quả của việc so sánh bước 2 và bước 3. À xin lỗi, bước 2 và bước 1. Tôi so cái dự báo với số thực trạng thì nó sẽ lòi ra, một đó là quyết định tăng tổng số hay là giảm tổng số, được chưa? Thứ hai là tôi quyết định tăng hoặc giảm ở từng cơ cấu. Và như vậy nó lên một cái bảng rất rõ ràng. Chúng ta trong năm nay của lộ trình sẽ phải giảm 20 người, được chia làm 3 nhóm, có một nhóm không phải giảm. Và chúng ta phải tuyển thêm 10 người tập trung cho nhóm số 3, vừa thay quân vừa đảm bảo không thiếu, thấy chưa? Rất rõ ràng. Còn nếu các bạn mà làm không hoạch định, tức là các bạn giống như là người đi đường mà lại dùng gậy chứ không dùng mắt, mắt mù có sợ ở chỗ này thiếu, ở chỗ này vướng đá, thì các bạn sẽ thua, đúng chưa? Trên cái nền này mình có rồi thì mình sẽ làm ba cái này. Bạn hãy nhắm mắt lại, bạn tưởng tượng bạn là giám đốc nhân sự hoàn toàn bỏ túi ba hành vi này, đúng chưa? Không có gì khó cả, đấy là bước. Sau đó bước số 1. Bước 4 là kế hoạch thực hiện. Chúng ta sẽ tuyển 3 đợt trong năm nay. Đấy là kế hoạch. Đợt 1 tập trung vào tuyển nhóm 2, đợt 2 là tuyển nhóm 3 và đợt 3 là tuyển nhóm 4. Lập kế hoạch thực hiện. Trong kế hoạch này nó có hai phần. Một cái phần là tuyển và một cái phần là sa thải. Mọi người ta làm đều đặn như vậy, đều đặn như vậy để đảm bảo chắc chắn rằng tại một thời điểm bất kỳ nhân sự của công ty luôn luôn đủ. Thứ hai, luôn luôn cơ cấu đủ. Và thứ ba, luôn luôn đều là những người có năng lực để thực hiện cho từng ô. Nó lại thuộc vào hai cái động tác tuyển và đuổi. Thì đấy là kết quả của bước 4 trên cái nền xử lý của ba cái bước ở trên đó, đúng chưa?